Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Kim đệ tử cung nghênh
thành ra đức từ bi, thì xa chỉ tâm thỉnh mời chư Phật quang lâm kim liên tọa hạ gia ân cho đồng trước sập rồng vua cha xa ngơi chiếu tỏ thân oai tam tòa vương mẫu đạo lai bách quan nề sang ngự đan đài thong dòng đức thánh chầu oai linh biến hoa cưỡi mây vàng xa xa ngự chơi thanh hoàng cưỡi hạc tiên cô thành cậu ôi giang nơi bản nê đèn phép linh ưng cổ truyền chỉ lệnh đạo thanh đồng thờ thành chẳng sai lửa hương nghe đã bên duyên hài thần hôn ni sớm tối tứ thời cúc cung thần đi thông quảng đại phúc tụ về ách hại tông đi ơn trên đội đức đan trì xuân an ni cát khanh ni hạ chi tiên ni tài tích
phúc đồng thời thịnh vượng đủ bốn mùa tài trường bằng tiêu sở cầu phong thuận đi vũ điều dân an đi quốc thái toại nguyện đi thánh nhân cổ yên dân lành muôn thuở đội ân kính nghi thành giải tỏ chân tâm cầu xin bốn chữ thiên xuân thọ
thắp mi nhang trầm mồ bồ đình dâng lên lâm dầm mê phúc ngọc còn đi đợi đợi đào chân nở vương cô đi nghỉ xuất hồn ngâm mơ
lòng trần để ai vươn ân. Thank you.
trên văn các quan tả văn văn như võ tướng ban đang làm quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh tàn phá hà kéo ra lệnh truyền thiên tử và bạn ơi văn văn sớm dâng lên thượng lại văn sớm dâng lên nước quan về câu đôi chép biên rõ ràng thì cho nhị thủ trường sinh
sơn chi cao hề thâm chi vô đề thành chi linh thành chi linh hề rất quý chi an nam thiền đệ nhất nhất đệ cảnh cảnh đệ đền qua
Bên
công dung hòa mạc bẩm sinh thành nhờ tư chất sóc nhan cũng thùng lời thái tử lễ tam mê phi phương diện bảo sóc nhan khác thường quyền thay chúa phép màu quan phép màu quan tôi tu tôi linh nhờ lệnh truyền khỏi bộ chữ dinh trình tề tái giáp dạo miền chân thế gian thành ra hồi việc là hát thịnh mới quan đệ tử vượt con rời thảo
hại người không thương thì sau ai lỗi nhầm quan xa chỉ đâu sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Cầu ô đem bạc bạc ngân nô hà liệt liệt hà tinh tinh đầu bày ra thank you.
văn cơ lệnh truyền tiên đời văn cơ quan tuần đến bây giờ người loan ra anh tình trước là bảo hộ dân tình văn sơ dâng lên thượng là văn sứ dâng lên quan về tiêu đối chép biên rõ ràng phi cho kỳ tự trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường đã giữ con những người sáng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lệnh truyền tự trụ đối bên đang quan tuần chắc chắn giáng ngự trên sở phần dầu thành ra đến sông hôm nay cho ba đệ nhất vui vẻ đến sông ngày trời phủ chính lầu hồng vào ra thành thượng ngàn đông đông ăn thương tuần tuần vàng
Thank you.
trong nắng mới chim mê mê bay sơn trời, nhạc mừng trong
Dàn quỷ dàn đào